Xin chào cả nhà. Hello, em bỏ tiếp tục lên sóng nha. Em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em lục nhà thêm được con đồng điện thoại bàn ha. Máy móc em nghĩ chắc con nên nó không còn gì nữa, em thấy nó bị lột tem rồi nè. Mắc cái nắp đậy à ha. Mà con này có gì đây để hư ta? Em cũng không rành nữa ha. Con này em bán giá là 100 ngàn ha. Này, các số bấm đều được ha. Màn hình bé lên bé xuống được chút. Cái này thôi. Rồi thua ha, em chỉ biết sơ sơ vậy thôi. 171 là gì? Rồi thơ đi nữa, hiện hiện đi nữa. Chà, nếu như thằng này giờ em nghĩ ra cách, không biết cái chuông nó lớn không, hay giờ mình chỉnh báo thức đi, nó có báo thức nè. Cái chuông này có báo thức nè.